Hôm nay là mình xuống thăm vườn này và cũng đúng ngay cái lúc mà anh gia chủ anh ấy đang đi cột dây cột cành phụ thêm. Thì trước giờ thì cái dây cột cành là anh ấy cũng cột nhiều rồi từ năm ngoái nhá các bạn. Là cái vườn này năm ngoái là mình đang thử nghiệm cái dây cột cành của mình rồi. Thì đây là mọi người nhìn thấy không? Ngày trước nó chỉ có mấy cái sai nhỏ này mà đến bây giờ sau 1 năm nó vẫn còn tồn tại. Vì thực tế là những cái cành lớn thì chúng ta sẽ dùng những cái cây mà chịu lực tốt, nó chi phí nó cao thì mọi người cột cột cành. Nhưng mà những cái cành neo, những cành nhỏ này, cành nhỏ hơn bằng cùm tay cùm chân đấy và độ chịu lực nó khoảng 100 kg thì chúng ta có thể sử dụng cái dây cột cành của em nhá. Thì em cũng nói tiện đây, em cũng nói luôn, để dây cột cành này là bằng cái sợi vải mà mọi người biết thì cũng chia sẻ thật là cái vải là cái hàng vải cao cấp, nó rất là mỏng manh giống như là vải lụa ấy. Và cái này là chuyên để làm cái hãng giày Nike để Adidas thứ là họ sẽ dùng cái này để làm cái mác ấy. À, giày hỏng, áo hỏng, quần áo hỏng, nhưng mà cái mác cái dây này nó không có hỏng. Cái mác là sau cái áo mọi người sờ lên là ai cũng có, hay là cái giày nó sẽ làm cái này nhá. Nhập khẩu May nhập cái này là hàng nhập khẩu đó. Thì lấy ra và làm. Thì nói chung là đây là một người em, người ta làm thì em cũng chia sẻ thật. Và vừa rồi cũng xin lỗi. Có một trường hợp là có một anh thì em xin lỗi không dám đưa tên anh lên. Nhưng mà lúc đấy là bảo lấy 5 cuộn mà gửi miễn ship, mà lúc đấy em đã gửi nó cũng quên. Là cái chuyện có sự nhầm lẫn thì em cũng xin lỗi anh. Xin lỗi công khai anh ở trên mạng xã hội này cái gì cũng lúc đấy em cũng xin lỗi anh và xin gửi lại cái tiền ship bữa đấy cũng mấy chục ngàn thôi, nhưng mà nó cũng 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 như vậy, nó cũng ảnh hưởng đến uy tín của mình nên là mong anh thông cảm. Thì mọi người thì ai làm thì ai chẳng có lúc sai, thì nếu mà mình tới đâu thì mong mọi người hãy lấy lại và em sẽ chuyển lại tiền nếu xảy ra chuyện sai sót nhá. Tại vì đôi khi nó ai cũng kiếm được đồng tiền, nó ít nhiều thì cũng rất là khó khăn mới kiếm được đồng tiền, mà mình làm vậy thì vừa mất uy tín mà vừa mất lòng tin, đó là dở. Còn đây là cái cây cây cột cành này, bữa nay bọn em làm là em cũng thử nghiệm cái cây cột cành này luôn đó, thấy không mọi người, thấy đưa cái cây cột cành đó sau đó kéo kéo về. Thì không phải là cái cành nào chúng ta cũng trèo lên đây rồi chúng ta cột ở đầu này, chúng ta lại cột sang cái cây cây này. Thì những cái cành nhỏ này khi mà trèo lên thì rất dễ gãy rồi. Thang có khi mà không thể làm mà chống lên đây được, mà chống thang lên đây rồi lại phải chống lên cái cây chính này thì một người hai người làm nữa rất là lâu và mất thời gian. Thế này giờ mình có cái cây này rồi, mình đẩy một phát một ra đây là cái cành nhỏ, đầu cành nhỏ này, rồi sau đó là nút đó. Rồi sau đó là sẽ cột níu lên cái cành trên. Cành trên là cái cành chịu lực đó, níu sơ sơ thôi cũng không còn níu quá đâu anh, là sau đó là cột chặt ở ở phần phần trên đó. Giờ anh xuống đây để xíu anh cột xong rồi xuống đây để em giới thiệu về cái cây cột cành này, dây cột. Giờ là đến cây cột, thì cái này nó chẳng có gì là mới lạ hết đấy, chẳng qua là làm bằng inox là độ bền nó cao, là có cái cây này kia nó màu mè nó đẹp tí hơn thôi, chứ còn thực tế này có rất nhiều cô chú anh chị đã từng làm cái này, đã từng là làm cái dụng cụ này. Và em quay lên thì rất là nhiều người cũng thể tự độ chế được nhá. Còn nếu mà làm biếng độ chế hay là tự sử dụng được tí thì mua. Đó. Cái này là bằng 100% inox 304. Giá cả của cái này thì nó cũng không cao, chẳng qua là cũng hơn 100 ngàn thôi. Anh tháo cái đầu này cho em. Thì nó có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cái phần đầu cột, và thứ hai nữa là cái cây. Cái cây này thì tùy mọi người. Mọi người người sẽ sử dụng cái là 1 mét, nó có 1,5 mét, có 1,5 mét có nha, có 2,5 mét có nha, 3,5 mét có nha. Thì đa phần là vừa rồi là mấy anh chị mà quen biết với em thì mọi người đều lấy cái dòng 3 mét. Thì cái đó thì nó cũng vừa đủ độ dài để chúng ta đứng từ trong cái thân cây chúng ta cột sang cái cành này. Thì cái này cũng bằng inox này, anh rút ra, anh em làm như này đó, mọi rút ra cái là vặn lại, vặn vặn phát một, anh vặn một cái lại cho nó chắc rồi đó. Thì cái này cái cây này là cây này là 2 mét hả, cây này là cây 2 mét nha. Cái này nó hấp, chúng ta nên dùng cái loại cây 3 mét. Thì một cây như này thì nó cũng có mấy chục ngàn thôi à, 80-90 ngàn một cây.
nó không cao lắm mọi người, không dùng cột cành thì sau này cột quét bằng nhện gia đình cũng được. Còn cái này chúng ta có thể mua riêng cái này này, mua riêng cái này để làm gì ạ? Để chúng ta có thể là cột vào cái cây tầm vông hay là cây gì chúng mình để tiết kiệm chi phí. Rồi anh thao tác lại cho em. Đấy, rồi chúng ta vặn, còn cái này thì vặn vào. Cái đây thì đó. Rồi. Đấy, khi chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta cột một cái đầu dây này. Cái đầu này cột tất cả các loại dây được nhé, không à, dây này, cái cây này là cột tất cả loại dây chứ không phải nhất thiết là phải lấy cái dây cột cành của em nhé. Tại vì cái bảng này nó bận này, mình có thể cột bằng dây dừa, dây tất cả được hết. Tại vì mình chia sẻ cái dây cột cành thì bây giờ mình phải tìm cái cây để đi cột cành luôn cho nó đủ bộ. Đó. Khi chúng ta để ý đây, rồi chúng ta sẽ đẩy vào cái cành này đi, anh đẩy thử với cái cành này này. Đó, làm thử cho mọi người xem. Rồi. Chúng ta sẽ đẩy vào đây. Đó. Rồi, móc lại. Rồi. Đó. Rồi sau đó chúng ta đứng ở trên cái phần ở dưới hay ở đâu đó, hay ở trên thân cành cây của nó là trên thang, chúng ta sẽ cột lại. Đó. Đó, rồi. Rồi chúng ta rút lại như thế này. Rồi. Đó. Rồi chúng ta cột đâu tùy chúng ta. Cho nó neo lên xuống. Ở dưới mình chọc lên thế này, ở dưới mình chọc lên nó vẫn đang thế. Cái này là hiện tại thì thực sự mày em nói lại một lần nữa, cái này nó không có mới mẻ gì với mọi người. Nhưng mà bây giờ anh em muốn làm nó đẹp hơn, nó chỉnh chu hơn, đầy đủ hơn để làm gì ạ? Nó cột được nhiều loại dây lắm. Nó cột được tất cả các loại cây rồi, và hay nữa mọi người làm nó bền bỉ hơn. Còn nó tiện, cái này nó có rất nhiều người ta độ chế được rồi anh. Người ta làm được rồi. Chứ không có gì là hay ho hay là mới mẻ hết. Nhưng mà mình muốn là cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng dây cột cành thì có thể là sử dụng luôn cả cái dụng cụ này, dụng cụ cột cành ha. Thì chúng ta sẽ cột cành nó đơn giản hơn, cẩn thận hơn, dễ dàng hơn với cái dây cột. Đấy, em chia sẻ lại, nhớ là mọi người khi mà cột thì chúng ta cột một cái đầu lại ở đây trong cái móc này, sau đó là đẩy vào cái thân cây như vậy như vừa nãy em chia sẻ đó. Cái này chúng ta sẽ cột lên như vậy đó. Bằng đó. Cái này. Này là mình đang làm mấy thôi, chứ còn từ vừa này thì đã cột cũng gần như là hoàn chỉnh rồi. Đó. Để mọi thắc mắc thì mọi người có thể là liên hệ và có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em qua cái số 0917133453. Còn cái độ bền của cái dây mà mọi người bữa giờ hay hỏi em đây đó, một năm rồi, nói chung là nó vẫn còn nguyên vẹn. Đây là năm thứ hai rồi, cây dây vẫn còn rất là chắc. Đây này, cột chằng cột chéo đây. Như thế này thì chúng ta sẽ trèo lên trên đây, rồi sau đó là đứng một vị trí và cột các cái cành này, rất là đơn giản.